Bạn mới chuyển trường, hôm đầu tiên đến lớp toàn những gương mặt mới toanh chẳng biết ai, nhưng ai thì cũng nhìn bạn từ đầu đến chân. Bạn không quen với việc bị chú ý, nhưng đứa nào cũng xùm tới hỏi bạn loạn xạ, khiến cho bạn càng cảm thấy xấu hổ và rụt rè. Và bạn nghĩ trong đầu, thôi chết mẹ thật rồi. Làm thế nào để hòa nhập trong một môi trường học tập mới? Thật ra câu trả lời rất đơn giản. Bạn chỉ cần tuân thủ và làm theo những điều sau đây. Vì những điều này đã được cả thế giới kiểm nghiệm, thế nên không chỉ những bạn chuyển trường mà cả những bạn đi du học cũng có thể áp dụng rất hiệu quả. Điều đầu tiên, không cần tỏ ra là mình giỏi một cái gì đó rất là vờ lờ. Đừng có kiểu vừa vào lớp đã bolo ba la là mình giỏi thể thao này nọ, hay là mình học giỏi môn nào đó, hoặc là mình tán gái kinh lắm. Hãy cứ tỏ ra là mình rất bình thường và mình chả có cái vẹo gì cả. Nó cũng như kiểu khi bạn đi xếp hàng vậy, bạn đến sau cùng, bạn có nói gì thì nói thì cũng mời bạn đứng xuống cuối hàng. Điều thứ hai, không bao giờ được hỏi đến bài tập về nhà. Thế tại sao lại phải hỏi? Bộ không được ngồi làm bài tập một ngày thì ông đéo chịu được. Trong đầu của những thằng học sinh bình thường thì bài tập về nhà là: thứ nhất, một thứ vô vị tốn thời gian. Thứ hai là sợi dây xích kìm hãm bạn khỏi cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Và thứ ba, chỉ có duy nhất giáo viên mới có quyền nhắc đến nó. Thứ ba, chỉ hỏi những câu hỏi mà có ích cho cả lớp, chứ không phải chỉ cho riêng bản thân mình. Sau đây là một ví dụ. Cả lớp nhớ làm bài tập nha. Ai có câu hỏi gì nữa không nào? Không ai hỏi đâu cô ơi. Em thưa cô, mai em mang bài kiểm tra tuần trước đến hỏi cô một số thứ được không ạ? Rồi ok, nhanh nào. Mấy giờ thì cô rảnh á? Ờ, lúc đấy thì em lại bận rồi. Hay là ngày kia đi được không ạ? Vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn cô ạ. Cuối cùng cũng được về. À nhưng mà cô ơi, em còn một câu hỏi nữa. Hỏi này, hỏi này. Và đây cũng là lý do chính tại sao bạo lực học đường đang tăng rất nhanh. Tiếp theo, không bao giờ khoe điểm khi được hỏi. Tại sao? Bởi vì bạn là người mới và bạn không muốn gây chú ý. Càng ít người nhìn bạn với con mắt như này thì càng tốt, và sự ganh tị và đố kỵ sẽ càng ít. Chính vì thế mà bạn sẽ không muốn chúng nó biết rằng điểm của bạn thực chất là cao hơn. Ê, kiểm tra tóm một tiếp mày mấy điểm? Ờ, chán lắm, mày mấy? Tao được có 6 thôi. Ghét vãi đời, tao được 5 rưỡi à. Lại chém, đâu xem nào. Ờ, xé rồi, đéo ai giữ làm gì. Thế tờ giấy đi trong tay mày kìa. Giá thế mà. Thằng nào vừa vò giấy ném tao đấy. Lại còn 10 điểm toán nữa cơ. Và cuối cùng là không bao giờ giơ tay phát biểu quá nhiều. Các bạn biết tại sao không? Đố các em biết 1 cộng 1 bằng mấy? Em ạ, 1 cộng 1 bằng 2 ạ. Tiếp theo, một con gì xòe ra hai cái cánh? Em, cô ơi, con vịt ạ. Sai rồi, con tê giác. Rồi, buổi học hôm nay kết thúc. Cả lớp nhớ làm bài tập nha. Ai có câu hỏi gì nữa không nào? Không ai hỏi đâu cô ơi. Em thưa cô, nếu bạn tuân thủ đúng và làm theo tất cả các điều trên thì mình đảm bảo là bạn sẽ hòa nhập rất nhanh, và kết quả nó sẽ giống như thế này. Xin chào mọi người. Em chào cô ạ. Sao mọi người nhìn mình kinh thế? Chết, nhầm lớp ạ. Xin chào mọi người. Xin chào. Rằng mang thai là một điều kỳ diệu và tuyệt vời biết bao. Thôi đừng khóc nữa, nói cho mẹ biết cuối cùng là ai mang thai nào. Người yêu con mẹ ạ, người yêu con đó.